Ngày 19 tháng 12, Trần Phước Upang Năm, sinh năm 1310, mất năm 1370. Trần Phước Upang Năm sinh tại Languedoc, nước Pháp, năm 1310, lên ngôi giáo hoàng năm 1362. Từ trần tại Avignon ngày 19 tháng 12 năm 1370. Được Đức Giáo Hoàng Pio IX phong Trần Phước ngày 10 tháng 3 năm 1870. Ngài theo học triết lý, văn chương và luật học tại Đại học Montpellier và Toulouse. Sau đó, Ngài làm giáo sư dạy luật giáo hội tại bốn đại học danh tiếng Montpellier, Toulouse, Avignon và Paris. Đời sống tu trì dòng biển Đức đã thu hút Ngài, nên Ngài xin gia nhập dòng tu này và chịu chức linh mục. Nụ cười hiền hậu đã gây được nhiều cảm tình với mọi người, cũng như bằng cấp mở rộng con đường tương lai. Năm 1352, Đức Giáo Hoàng Clement VI đặt Ngài làm viện trưởng tu viện Thánh Germain, và 9 năm sau thì Đức Giáo Hoàng Innocent VI bổ nhiệm Ngài làm cố vấn và linh hướng cho nữ hoàng Joanna ở Naples. Trong thời gian này thì xảy ra những tranh chấp giữa các vua chúa ở Âu Châu. Ngài được Đức Giáo Hoàng gửi đi làm đặc sứ hòa giải. Trong lúc ấy, vào ngày 28 tháng 9 thì Đức Giáo Hoàng Innocent VI băng hà. Ngài được bầu lên ngôi giáo hoàng dù khi ấy Ngài chưa phải là Hồng Y. Ngài liền cải tổ lại giáo hội, mở thêm nhiều đại học, cấp nhiều học bổng, khuyến khích học vấn vì Ngài quan niệm tội lỗi đầu tiên là sự ngu dốt. Ngài cải tổ lại các giáo xứ và các tu viện. Ngài cũng gặp nhiều chống đối và cuộc chiến chống quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ đã không thành công. Trong hơn 50 năm giáo triều được đóng đô tại Avignon, nước Pháp, nhưng năm 1366, Ngài muốn dời về Roma mặc dù triều đình nước Pháp và các Hồng Y chống đối. Khi trở về Roma, Ngài lại phải xây dựng lại những đổ nát, cải tổ một lần nữa. Nhưng lần này thì gặp quá nhiều khó khăn. Ngài kết án những giáo sĩ dùng địa vị của mình để làm giàu. Ngài là người thuộc dòng tu, nên có đời sống đạm bạc, nên cũng gây khó chịu cho những tùy tùng và vua chúa. Quá nhiều chống đối, Ngài lại phải trở về lại Avignon, và chỉ 4 tháng sau Ngài qua đời. Khi Ngài bị bệnh, Ngài đã rời dinh giáo hoàng và đi đến nhà anh của Ngài ở trên đồi gần đó. Ngài bảo người nhà hãy mở rộng cửa để đón những người dân quê chung quanh vùng đến từ biệt Ngài, vì Ngài muốn chết như một người ngoan đạo bình dân. Thánh Francisco Xavier Hà Trọng Mậu, thầy giảng, sinh năm 1790, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839. Xin cha thương nhận con làm môn đệ, để con cùng được chết vì đạo như cha, cho tròn đức tin. Thánh Francisco Xavier Hà Trọng Mậu chào đời năm 1790 tại làng Kẻ Giềng, nay thuộc xứ Duyên Lãng, tỉnh Thái Bình. Song thân dân chú Mậu vào đời sống thánh hiến, cậu lên chức thầy giảng và gia nhập dòng Ba Đa Minh. Thầy Mậu hiền lành, tận tụy, lãnh hội kiến thức giáo lý vững chắc, được ủy nhiệm theo giúp cha Nguyễn Văn Tự tại làng Đức Trai, xứ đạo Kẻ Mốt. Khi hay tin cha Tự bị bắt, thầy Mậu vội vã đi dò la tin tức. Để an toàn, thầy được giáo hiệu gửi trọ tại một nhà lương dân làng Nhất Trai. Thế nhưng, chính chủ nhà lại đi khai với quan để nhận tiền thưởng. Thế là thầy bị bắt giam vào ngục cùng với cha Tự. Tại công đường Bắc Ninh, quan bố chánh tra hỏi, thầy Mậu trả lời: bẩm quan, tôi là thầy giảng, môn đệ thân tín của linh mục Tự. Vì muốn cứu thầy, cha Tự làm hiệu khuyên thầy đừng khai rõ lý lịch, nhưng thầy Mậu vẫn cương quyết thưa: xin cha thương nhận con làm môn đệ, để con cùng được chết vì đạo như cha, cho tròn đức tin.
thấy thầy can đảm vững vàng, cha tự vui mừng cảm tạ Chúa. Tại công đường, quan án bảo thầy Mậu rằng: anh là người khôi ngô tuấn tú, lại ít tuổi, có muốn làm quan ta sẽ tâu vua, hay muốn về nhà làm thầy thuốc ta sẽ liệu, nhưng phải bước qua ảnh này. Thầy Mậu thưa lại: cảm ơn quan lớn, tôi không dám bước qua mặt Chúa tôi. Trong chốn tù ngục, bị tra hỏi về nơi ẩn trốn của các linh mục, thầy Mậu luôn nhanh nhẹn trả lời thay các ông Bùi Văn Úy, Nguyễn Văn Mới, Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Đệ. Thầy Mậu và bốn giáo hữu đã mặc dòng áo Ba Đa Minh, nên các ông đều trung thành sống lục dòng. Trong thư viết cho cha Huấn và cha Thuận, thầy Mậu tường trình: con và bốn anh em thường ăn chay kiêng thịt như lục dòng dạy vào các ngày thứ hai, tư, sáu và thứ bảy, nhưng có khi cũng không giữ được. Xin hai cha thương tha lỗi cho chúng con. Chúng con ước ao xin hai cha ban phép cho chúng con khấn dòng. Chúng con xin hứa giữ luật dòng Thánh Đa Minh. Ngày 19 tháng 8 năm 1838, quan truyền lệnh bước qua thánh giá, thầy Mậu khẳng khái từ chối nên bị đánh 60 roi. Đau đớn đến ngất đi, binh lính phải khiêng thầy vào ngục. Ngày 19 tháng 12 năm 1839, thầy Mậu chịu xử giảo tại pháp trường Cổ Mễ dưới thời vua Minh Mạng. Thi hài của thầy được giáo hiệu rước về an táng tại nhà thờ họ Hương La, xứ Tử Nê, giáo phận Bắc Ninh. Hiện nay, hài cốt của thầy vẫn còn được lưu giữ một phần tại tòa giám mục Bắc Ninh. Thầy giảng Francisco Xavier Hà Trọng Mậu được nâng lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Agustino Nguyễn Văn Mới, giáo dân, sinh năm 1806, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839. Lạy Chúa con, xin cứu con. Con xin phó linh hồn và thân xác con trong tay Chúa. Thánh Agustino Nguyễn Văn Mới, sinh năm 1806 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình, nay thuộc giáo họ Bái Đông, xứ Bồ Ngọc, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, giáo phận Thái Bình. Sinh ra trong một gia đình ngoại giáo, nhưng cậu Mới thường có dịp đi làm tại làng Đức Trai, xứ Kẻ Mốt. Sống giữa xóm đạo Công giáo, cậu đem lòng mộ mến đạo, xin theo đạo lúc 31 tuổi và được cha Nguyễn Văn Tự rửa tội và xin gia nhập dòng Ba Đa Minh. Ngày 29 tháng 6 năm 1838, cha Nguyễn Văn Tự bị bắt khi quan quân tỉnh Bắc Ninh đến vây làng Đức Trai tìm bắt linh mục. Quan tỉnh còn đòi bắt dân bỏ đạo, có một số ít người nhẹ dạ sợ hãi trốn thoát, còn lại hai thầy giảng Hà Trọng Mậu và Bùi Văn Úy. Anh Nguyễn Văn Mới cương quyết không đạp lên thánh giá nên bị bắt cùng với anh Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Văn Vinh, cùng với cha Tự, tất cả bị giải về giam tại Bắc Ninh. Ngày 24 tháng 11 năm 1838, quan tỉnh Bắc Ninh mở trận chiến cuối cùng. Quan truyền lệnh tra tấn từng tử tù, khởi đầu từ tội nhân Nguyễn Văn Mới. Quan vừa khuyên vừa đe dọa, bắt bước qua ảnh thánh giá đặt sẵn trên mặt đất. Vị anh hùng đức tin quỳ lạy thánh giá, hôn kính và thì thầm cầu nguyện: lạy Chúa con, xin cứu con xin phó thác linh hồn và thân xác con trong tay Chúa. Vua Minh Mạng hạ lệnh xử tử các tín hiệu. Chứng nhân đức tin Nguyễn Văn Mới lãnh án xử giảo ngày 19 tháng 12 năm 1839 tại pháp trường Cổ Mễ, Bắc Ninh. Thi hài của ngài được cung kính rước về mai táng trong nhà thờ giáo xứ Phương Vĩ, giáo phận Bắc Ninh. Năm 1945, khi di cư vào Nam, giáo hiệu xứ Phương Vĩ đã mang theo hài cốt của ngài. Chứng nhân đức tin Agustino Nguyễn Văn Mới được tuyên phong chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900.
và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ sinh năm 1811 tại làng Bồ Trang thuộc tỉnh Thái Bình. Sau vì sinh kế, cha mẹ anh Đệ phải di chuyển tới làng Kẻ Mốt, xã Đức Trai thuộc tỉnh Bắc Ninh để làm ăn sinh sống. Cha mẹ mua được một miếng đất làm nhà ngay bên cạnh nhà thờ. Lớn lên anh Đệ học may và trở thành thợ may nổi tiếng trong vùng. Khi làm nghề may đã khá thì anh lập gia đình với một thiếu nữ của Kẻ Mốt và sinh được 3 người con. Anh sốt sáng giữ đạo và thường xuyên bảo vợ con phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện sáng tối. Ngày 28 tháng 6 năm 1838, vì có lời tố cáo là làng Kẻ Mốt có đạo trưởng tên là Nguyễn Văn Tự, nên quan ra lệnh cho quân lính kéo về vây làng Kẻ Mốt để bắt cha Tự. Sau khi vây làng, cẩn mật quan phủ ra lệnh bắt mọi người trong làng phải tập trung tại đình làng để kiểm tra. Những người công giáo phải đứng riêng ra một bên, quan tra khảo và đe dọa những người công giáo bắt mọi người phải bỏ đạo, nếu không thì sẽ bị giết hết. Rất nhiều người sợ hãi nên đã bỏ đạo. Riêng anh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ lo sợ vì phải bỏ đạo, nên anh không chịu ra đình làng, anh nhất định trốn trong nhà. Tới khi lính tới lục soát nhà anh thì anh bị phát giác lúc anh đang ẩn trốn trong nhà. Anh bị bắt và trói rồi giải ra đình làng. Trước khi đi, anh nói với vợ, em nhận lấy các con và về nhà cha mẹ, chịu khó làm ăn mà coi sóc nuôi con để chúng nó biết thờ phượng Chúa và giữ đạo. Lúc này anh đã vào trận thì trông ơn Đức Chúa Trời thương giúp, anh nhất định theo chân cha Tự cho đến chết. Anh nhất định không bao giờ bỏ Chúa bỏ đạo. Em thương anh thì hãy cầu nguyện cho anh được theo Chúa đến cùng. Khuyên vợ xong, quân lính đẩy anh đi ra đình làng nộp cho quan phủ. Lúc bị bắt, anh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ 28 tuổi. Tại đình làng, quan hỏi anh, nếu nhà ngươi bỏ đạo bước qua thập giá thì ta tha cho về làm ăn nuôi vợ con. Anh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ dõng dạc thưa lại, nếu quan lớn tha cho tôi được về làm ăn nuôi vợ con thì tôi cảm ơn quan lớn muôn phần. Nhưng quan lớn bắt tôi bỏ đạo thì dứt khoát là không bao giờ tôi bỏ. Dù có phải chết thì tôi cũng xin vui lòng chịu chết. Xin quan lớn đừng khuyên tôi làm điều xúc phạm đến Chúa. Tại nhà tù tỉnh Bắc Ninh, nhiều lần anh bị tra tấn đánh đập và bao nhiêu cực hình đau đớn thân xác. Nhưng anh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ luôn tỏ ra đầy nghị lực chịu đựng. Đức tin trung kiên với Chúa không hề nao núng. Ngày 24 tháng 11 năm 1839, anh và các bạn bị nghị án xử giáo. Lần cuối cùng, quan đốc gọi anh Nguyễn Văn Đệ và các bạn ra tòa, quan chỉ ra lệnh anh và các bạn đi chung quanh thập giá để tỏ ý bỏ đạo là quan sẽ tha, nhưng tất cả các ngài đều vẫn không chấp thuận điều này. Ngày 19 tháng 12 năm 1839, chiếu chỉ vua gửi về truyền sử giáo anh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ và 4 người bạn cùng tù. Như ấn lệnh, các quan cùng binh lính điều anh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ và 4 người bạn tới pháp trường ngoại thành Cổ Mễ. Tới nơi xử, anh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ cùng 4 người bạn quỳ đọc kinh rồi phải nằm úp mặt xuống đất. Đội lý hình cột chân tay vào các cặp, đoạn cuốn dây thừng vào cổ. Mỗi đầu dây 2 lý hình cầm sẵn, đợi hiệu lệnh bằng những hồi chiêng trống nổi lên. Quan giám sát giơ tay thì các lý hình cầm các đầu dây kéo hết sức mạnh. Máu từ miệng, từ mũi, từ tai chảy vọt ra, tử tội tắt thở. Lý hình đốt các đầu ngón chân cái để biết chắc các ngài đã chết. Để làm vừa lòng các quan, lý hình còn đánh đập trên thân xác các ngài. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ được an táng tại họ Phong Cốc thuộc địa phận Bắc Ninh. Tới ngày 11 tháng 3 năm 1877, giáo dân họ Phương Lê lại xin cải táng rước về, đặt tại nhà thờ họ Phương Lê. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Đa Minh Bùi Văn Úy, thầy giảng sinh năm 1812, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839. Cha tôi không trốn, xin các quan đừng đánh người, hãy đánh tôi. Thánh Đa Minh Bùi Văn Úy, sinh năm 1812 tại họ Tiền Môn, làng Kẻ Rèm, tỉnh Thái Bình.
chú úy vào nhà Đức Chúa Trời từ nhỏ, giúp việc cho cha Nguyễn Văn Tự và học làm thầy giảng. Đến lúc cha Tự thuyên chuyển về xứ Kẻ Mốt, tỉnh Bắc Ninh, thầy úy cũng theo cha cho đến ngày cả hai cùng bị bắt. Ngày 29 tháng 6 năm 1838, khi quân lính bao vây làng Kẻ Mốt và bắt cha Tự, họ buộc toàn dân phải ra đình làng để điểm danh rồi bước qua thánh giá. Vì thầy úy cương quyết không chịu đạp lên ảnh thánh giá, nên bị bắt và bị áp giải chung với cha Tự, ông trùm cảnh thầy Mậu lên trại giam Bắc Ninh. Sợ cha Tự bị đánh, thầy úy nói với quan lính rằng: "Cha tôi không trốn, xin các quan đừng đánh người, hãy đánh tôi." Cha Tự sợ thầy bị âm mưu của các quan mà bỏ đạo, nên nhiều lần bảo thầy: "Con có muốn sống, cha sẽ nói cho con nhẹ tội. Cha muốn nói với các quan rằng thầy úy chỉ là người nấu ăn cho cha thôi." Thầy úy nghiêm nghị bày tỏ ý muốn của mình: "Thưa cha, con muốn được chết với cha, xin cha nói cách nào cho tội con ra thật nặng." Cha Tự an tâm vui mừng bảo với thầy: "Cha sẽ nói con là thầy giảng, như thế con sẽ được phúc chết vì đạo." Thầy hân hoan và xin xưng tội dọn mình ngay. Tại công đường, hơn một lần khi các quan bắt bước qua thập tự, thầy không chịu, còn can đảm đặt câu hỏi: "Các quan có dám bước qua mặt vua không, mà lại bắt tôi bước qua ảnh chúa? Cho dù các quan có bước qua mặt của vua, phần tôi không bước qua mặt chúa tôi." Các quan tức giận đòi mang thầy ra chém đầu. Trong một phiên tòa khác, quan án bảo: "Sao mày cấn đầu thế? Thầy của mày là cha Tự đã xuất giáo rồi." Thầy úy minh định rằng: "Dù thầy của tôi có xuất giáo, tôi cũng không theo, nhưng không lẽ thầy tôi làm như vậy?" Thầy úy chịu xử giảo ngày 19 tháng 12 năm 1839 tại pháp trường Cổ Mễ, tỉnh Nam Định. Thi hài của thầy được an táng trong nhà thờ họ Đông Tiến, giáo phận Bắc Ninh. Hiện nay một phần hài cốt vẫn còn được lưu giữ tại tòa giám mục giáo phận. Thầy giảng Bùi Văn Úy được nâng lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Stefano Nguyễn Văn Vinh, tá điền, sinh năm 1813, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839. "Tôi thà chết chứ không bao giờ chịu đạp lên thánh giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật." Thánh Stefano Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1813 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình, nay thuộc giáo xứ Bái Đông, xứ Bồ Ngọc, giáo phận Thái Bình. Vì gia đình nghèo, anh phải đi làm mướn ở Kẻ Mốt, tỉnh Bắc Ninh. Anh được bà con thương mến vì tính đơn sơ, chất phác, khỏe mạnh và thật thà. Khi bị bắt, anh vẫn chưa lập gia đình và chưa rửa tội, dù anh hay tham dự các lớp giáo lý, thuộc một vài kinh cũng như là để học chữ. Ngày 29 tháng 6 năm 1839, khi quan quân bao vây xứ Kẻ Mốt bắt cha Phêrô Tự và buộc mọi người đạp lên thánh giá, chàng thanh niên chưa rửa tội này đã tuyên bố: "Tôi thà chết chứ không bao giờ chịu đạp lên thánh giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật." Quan quân tưởng anh là người công giáo, nên họ bắt anh và áp giải về Bắc Ninh, giam chung với cha Tự và nhiều người khác. Chính tại đây, anh được cha Tự rửa tội và được diễn phúc làm Kitô hữu. Khi chọn thánh Stefano làm bổn mạng, anh cương quyết noi theo vị tử đạo tiên khởi của giáo hội cho đến hơi thở cuối cùng. Bản án từ Kinh Đô gửi về, vua Minh Mạng quyết xử trảm cha Tự và ông Trùm Cảnh, xử giảo giam hậu, nghĩa là năm sau mới xử. Hai thầy Mậu Úy và ba anh Mới, Đệ, Vinh, năm vị khích lệ nhau tuyên xưng niềm tin, cùng nhau viết thư cho cha bề trên xin gia nhập dòng ba đa minh và tuyên khấn ngay trong ngục tù. Dưới sự điều hành của thầy Mậu, năm vị đã giới thiệu cho các bạn tù về Thiên Chúa, cắt nghĩa giáo lý, các vị đã rửa tội được 44 người.
ngày 19 tháng 8 năm 1839, quan cho điệu tất cả ra tòa. Vẫn thánh giá một bên, bên kia là các dụng cụ tra tấn. Quan hỏi: các anh bị giam cầm đã lâu ngày, chịu khổ cũng đã nhiều, vậy bỏ đạo đi, ta tha cho về với vợ con. Thầy Mậu đại diện anh em nói lên quyết tâm trung thành với Chúa, rồi cả năm vị quỳ xuống bái lạy thánh giá và cầu nguyện: lạy Chúa, xin cứu chúng con xin phó thác hồn con trong tay Chúa. Thất vọng, quan cho lính đưa tất cả về ngục và thốt lên: bọn này không thể tha thứ được, mà chúng mày có thèm được tha đâu. Ngày 19 tháng 12 năm 1839, trước khi xử, quan cho năm vị một cơ hội cuối cùng. Quan nói: chỉ cần đi ngang qua phía chân tượng, ta cũng tha, và chỉ cần đi vòng quanh tượng, ta cũng tha. Nhưng các vị chứng nhân đức tin không để bị mắc lừa, họ quỳ gối đọc kinh lớn tiếng. Tại pháp trường Cổ Mễ, mọi vị bị trói vào một cọc đã chôn sẵn. Rồi cùng một lúc Lý Hình xiết cổ các vị dùng dây thần cho đến lúc tắt thở. Thi hài anh Stefano Nguyễn Văn Vinh được đem về an táng tại nhà thờ họ Hương La, xứ Tử Nê, giáo phận Bắc Ninh. Hài cốt của thánh nhân hiện còn vẫn được lưu giữ tại đây. Chứng nhân đức tin Stefano Nguyễn Văn Vinh được suy tôn chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.